Trời ơi, bà trời, trời ơi, quý con chủ vườn rau mà yếu ớt như vậy là sao trời? Ôi trời đất ơi, trời à, chỉ có cái việc mà đi lấy rau chỗ này giao chỗ khác thôi á, mà làm cô không nên thân là sao? Nhưng mà mẹ nói con là con có chủ vườn rau thì người ta làm chủ, người ta ngồi đó người ta đếm tiền, người ta quản lý, ai rảnh thì làm mấy chuyện này. Mày dám cãi mẹ mày hả? Ôi trời ơi. Xin lỗi. Kêu con qua đây nói gì chỉ nó làm rau làm ruộng thì không thấy đâu. Mà toàn là nghe chửi ké không à. Rồi còn bị đánh nữa. Xin lỗi nha. Nhưng mà cô đâu có muốn vậy đâu. Con coi nó hết thuốc chữa rồi đó. Ai đời mẹ là chủ vườn rau mà con thì đó ăn mặc cái tiểu thư ghê chưa, 10 ngón tay móng nào cũng nấy dài sọc mà không dám đụng tới nước dụng về mấy cái loại rau này, nó không có nhớ tên nữa rồi mai mốt làm sao nối nghiệp mẹ. Tại vì mẹ chỉ con sai cách thì con không biết chứ bộ. Tao dạy mày không được, ai dạy mày được hả? Trời nó thôi, hai mẹ con nói chuyện nhỏ nhẹ không được gì, nạt ngộ với nhau hoài vậy. Mở miệng ra nạt ngộ rau nó nghe nó héo quá trơn kìa. Nè bây giờ nè, đó qua đó là ở với Ti Lô đi, dựng tường cái đi đó. Ti Lô là chủ sạch rau đó. Là sao? Là mẹ định gả con cho Ti Lô hả? Mày làm như tao mê mày lắm vậy. Không phải, cái ý của cô muốn á là cho cái con của cô nó qua nó ở với con để con dạy nó cách trồng rau, chăm sóc rau, thu hoạch rau đó. Phải ha. Theo Ti Lô học á thì có nó gánh mình sẽ không bị chửi nữa. Cái con này là hơi khó à. Nè, ai dư á thì con cứ lấy, ai cần thì con cứ cho. Mấy cái này là cô dư mà. Là sao? Cái gì không mua được bằng tiền thì được mua bằng rất nhiều tiền. Đó. Oh. À thì con nhận cái này. Để con đi giúp mấy người khó khăn rồi này đó đó. Con không có ham mấy cái này. Còn mày, bắt đầu từ hôm nay mày làm đệ tử của tao, gom đồ đi theo tao. Rồi đó, gom đó kìa. Mẹ thương bao con thân gái đục trông, mai kia mốt nọ còn đi bán rau rồi còn lại mẹ cũng đi. Mẹ lên. So beautiful. Hi hi. Tính tiền. Trời, cái gì mà chụp hình hoài vậy? Ê. Ê, cấm sử dụng điện thoại trong giờ bán, lo bán rau cho khách kìa. Tao đi giao rau đó. Lẹ đi, không có thời gian đâu. Cái này bình thường mua nhiêu? Trời ơi con này, bình thường nó bán tao rẻ lắm. Trời ơi, tao biết sao không? Tao là khách quen. Thường á tao mua cái này là nó sẽ tặng cho tao thêm á hả, nửa ký nè, phải không? Nửa ký dưa leo nữa đó. À, là nhiêu đây thôi hả, chứ không có tặng thêm gì nữa đúng không? Có chứ. Nó thường á, tại biết sao, tao là khách hàng thân thiết. Nó tặng cho tao thêm nè, mồng tơi với lại rau dền nó tặng nữa. Trời ơi, bình thường tao mua ở đây nó tặng tao nhiều lắm, bởi vì tao qua đây tao mua hoài rồi, vô bánh. Nhiều đây á. Nó lấy tao có 30 ngàn. Xong rồi đúng không? 30 ngàn hả? Vậy thì 30 ngàn. Để sếp tao đưa tiền cho. Nè. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Chứ còn có tờ màu xanh xanh thì không hả? Rồi dân sao? Thôi giữ đi, thiếu chịu đi, nào rảnh thì qua trả. Đúng rồi, cho thiếu chịu đi, tao là khách hàng thân thiết mà lo gì đúng không? Dạ gá. Cái con Trâm này ta, giao gao bên châu Phi á, giờ này chưa về. Ơi, chạy xe kỹ vậy đây. Ủa, con Trâm.
Phụ coi, phụ coi, ấy rồi, phụ. Mệt quá, mệt quá. Mày, mày đi vô cao mà mày lái xe hơi chứ vậy? Mày trốn đi chơi đúng không? Ê, sao nghi ngờ bạn mình vậy? Đi giao rau thiệt nè, nhưng mà lấy xe hơi để đi giao rau. Tại trời nắng quá, đi giao bằng xe hơi để cho nó mát. Nhưng mà tức nha, đi giao rau bị bom mấy bịch rau. Cái đầu mày bị manh đúng không? Hả? Cái gì? Mày giao rau có được bao nhiêu đâu, mày lái xe hơi rồi không đủ tiền bình xăng nữa. Rồi sáng giờ đi giao rau tiền đâu? Đây. Tiền gì? Không như. Ok. Không biết. Nè, nhiều loại rau quá, xong rồi cái không nhớ loại nào là bao nhiêu tiền, hiểu không? Cái cho người ta thiếu chịu hết rồi. Xong luôn rồi, cho người ta thiếu chịu nhưng mà quên ghi lại người ta là ai rồi. Trời, con báo này, bữa nay tao phải cho mày biết tay. Thôi, ông bà ta có dạy là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Tao mới về nên còn bơ vơ lắm. Vậy từ từ thôi, đừng đánh. Vợ mình đâu gì mày chứ vợ. Ôi. Cái chân đau quá ta. Để gao tiếp cho. Gao đi. Được không? Được. Rau sạch ngon đi bà con cô bác ơi. Ok á. Đúng chưa? Rau gì được chưa? Tiếp. Rau đây. À, bán đi. Ờ dạ. Cái này à, cái đó hả? Cải ngọt 20.000 một ký. À bà chị ơi, cái đó mồng tơi 25.000 một ký. Rau muống 15.000 một ký, cải xanh 20.000 một ký, củ dền 25.000 một rau dền 25.000 một ký. Cái đó củ sắn hay còn gọi là củ đậu là 30.000 một ký. Dưa leo này nhiêu? Dưa leo nhiêu? Messi, anh mượn 10. Dưa leo 10 ký 1.000 thôi chị. 10.000 một ký. Ừ. Làm gì rặn như vậy? Nè, tính tiền đi. Dạ. Dạ cái này 700g là 7.000. Ti lô hết bọc hả? Hết rồi. Chạy đi mua. À, thôi đưa đây luôn đi. Bo luôn á. Cảm ơn chị. Ghê ta. Bữa nay con báo này có tiến bộ á. Rồi sao? Gà tiếp chứ sao? Gà tiếp. Cải ngọt 20.000 một ký, mồng tơi 25.000 ký, gà muống 15.000 ký, cải xanh 20.000 một ký, gà dền 25.000 một ký. Bao ghẻ, bao tươi, bao ngon đây. Rau đi. Trời ơi, coi kìa, coi chạy cái kiểu gì mà cán lên ra người ta. Mày coi kìa tí lô. Bạch công tử hả? Nói đó. Ủa, trời ơi Chăm, tìm em giờ mới thấy á. Ê Chăm, bỏ chỗ này đi, lên xe anh đèo. Bây giờ hả, mình đi qua Sting chơi. Ủa đâu có, tôi không có tham gia nữa. Tôi bây giờ tôi ở lại đây tôi bán rau rồi. Gì? Hả? Em có bị hâm hâm không? Tự nhiên ở đây bán rau rác gì đây? Anh mới mở miệng anh nói cái gì? Cái gì mà rau rác? Tôi là tôi bán rau tươi, ngon, chất lượng, đảm bảo đàng hoàng. Anh có cá là trong cuộc đời này, suốt cuộc đời này của anh không bao giờ ăn cải ngọt, cải bẹ xanh, rau muống, mồng tơi, rồi củ sắn, rồi cà chua, dưa leo, được cái kiểu mà anh nói vậy. Anh nói vậy hả? Đồ. Nó chửi khách mà nó nhớ hết tên rau luôn. Được, để thử của ta. Được rồi.
phối hợp với Tilo, xong rồi thêm cái ông nội này nữa để gạt con đúng không? Ê ê ê, ban đầu á tôi nghĩ là Trâm không có thay đổi đâu, thôi bây giờ thay đổi rồi. Ôi đỉnh thiệt. Ê mà nói gì nói nha, cái vụ mà mày kẹp cái chân tao vô xe mà giờ đau muốn liệt luôn là đau thiệt đó. Thì xin lỗi, để chuộc lại lỗi lầm thì tao sẽ bán rau phụ mày, ok không? Ghê vậy, nói được làm được nha. Nhưng mà là bán là không có cái vụ mà ghi lộn rồi ghi thiếu gì đó rồi để mất tiền tao đi à. Thì trong cuộc sống mà ai không có những sai lầm, quan trọng là mình biết lỗi và mình chuộc lỗi lại thôi, đúng không nè? Đúng đó, con phải xứng đáng như vậy thì mẹ mới yên tâm giao cái vựa rau nhà mình cho con chứ. Cái vựa rau cho con hả?